Em xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ đã là 10 giờ trưa của ngày mùng 6 tháng 9 rồi. Thì phía trước mọi người đây thì hôm nay là em đang có hai loại giã hạc. Đó là một là loại giã hạc bắc côi, hai là giã hạc chư mò dây. Thì vẫn như mọi lần thôi, thì cái số lượng mầm hôm nay là nó cũng hơi khá là nhiều một xíu, thì là nó cũng khoảng tầm từ 3 đến 10 đến 40 mầm. Đấy. Thì vẫn như mọi lần thì hôm nay thì em chỉ cần mong mọi người là đặt số lượng mầm thì là nhắn tin tên và địa chỉ rồi số lượng mầm, cái loại mầm mình muốn mua và cái loại lan giã hạc rừng mình muốn mua. Đấy, ví dụ như là mình muốn đặt loại đắc côi một thân mầm 200 thì nhắn tin tên với địa chỉ rồi em sẽ đóng gói em gửi hàng. Đấy, mà tế thôi. Còn nếu ai thích điện thì cũng được. Đấy. Nhưng mà nhiều khi điện nhiều quá em sẽ khó có thể đóng hàng nhanh được. Đấy. Thì hôm nay thì em đã phân ra từng loại một rồi. Đây. Hàng vừa mới về, hàng đang còn rất là xanh tươi nha. Nhưng mà hàng rất là xanh tươi nhưng mà trong lúc quá trình đóng gói vận chuyển đi gửi cho mọi người á thì mọi người vẫn biểu là nhận hàng sao mà lá rụng hết. Thì đúng là nó là do cái quá trình vận chuyển. Đấy. Thì cũng cái phần đó thì nó cũng không có gì ảnh hưởng lớn lắm. Là nó, em chỉ sợ là nó bị gãy ngọn hay là gãy thân mầm thôi. Đấy. Đấy, cái nếu mà phần lá nó rụng xuống nhưng mà cái ngọn vẫn còn thì mọi người nên yên tâm. Vì như vậy thì cái phần ngọn nó sẽ phát triển rất là nhanh. Đấy. Thì em sẽ không nói nhiều nữa, thì bây giờ em sẽ xin phép vào giới thiệu cho mọi người từng loại một luôn để cho mọi người sắm cho mình những rễ lan và thân mầm lan về để treo trong vườn của mình cho đủ bộ. Đây, thì bắt đầu thì em xin phép giới thiệu. Thì đây là cái loại đầu tiên. Ở như cái rổ vàng này là giã hạc đắc côi nhé mọi người. Như rổ vàng này là giã hạc đắc côi. Thì đây. Đây là giã hạc đắc côi. Thì trung bình của cái giã hạc đắc côi này á là xấp xỉ từ 20 đến 25 30 nhá. Đây. Đây là một thân mầm giã hạc đắc côi. Đấy, một thân mầm nó sẽ là từ 20 đến 30 cm. Đây. Như mầm này là 25 cm này. Đây. Thì giã hạc đắc côi thì cái loại này thì em sẽ bán giá là 200.000 một thân mầm nha. Đây. Đây. Hàng bắc rừng về đây, rễ đang còn tua lua đây. Đấy. 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 Thì đây là cái rổ vàng này là giã hạc đắc côi nha mọi người. Đấy, thì trung bình là thân mầm của nó là từ 20 đến 30 cm nha một thân mầm. Và em bán với giá là 300, à quên, là em bán với giá là 200.000 cho một thân mầm giã hạc đắc côi từ 20 đến 30 cm. Đấy. Đấy là loại giã hạc đắc côi ở rổ vàng. Sang cái loại thứ hai là giã hạc chư mò dây. Hàng đang còn rất là xanh tươi này. Đây. Hàng xanh tươi. Hàng xanh tươi. Thì em sẽ không nói nhiều nữa. Thì cái hàng chư mò dây này là mọi người vẫn biết rồi. Nhưng mà hôm nay là cái hàng chư mò dây này là lá dày nhá. Đấy. Lá nhãn. Lá dày. Cho nên là nó sẽ không khô lá giống như cái loại mỏng lá kia. Nhưng mà cái thân của giã hạc chư mò dây thường thường là nó rất nhanh, là nhanh héo này. Cái thân già ấy. Đấy. Thì hôm nay thì đây, cái loại 1, loại một giã hạc chư mò dây này là trung bình thân mầm của nó là từ 35 đến 40 cm nhá. Đây. 35 40 cm. Đo chiều dài viên gạch cho mọi người thấy. Đây. Viên gạch này là 40 nhá. Đây thì mọi người có thể thấy. Viên gạch này là 30 nhá. 30 nhá mọi người. 30 hay 35 gì đó. Thì đây, đây là một cái thân mầm chư mò dây nhá. Thì thân mầm chư mò dây loại 1 này thì em bán với giá là 300.000 nhá cho một thân mầm chư mò dây. Đây.
Đây, tất tần tật. Còn đây là cái thân mầm giã hạt chưa mò dày lá nhựa này. Đây, mọi người thấy giã hạt chưa mò dày mà có lá nhựa chưa? Thì chính là nó đây. Đây, đây là rề giã hạt chưa mò dày lá nhựa nhé. Đây. Đấy, thì ở cái loại 1 em xin nhắc lại là trung bình thân mầm của nó là từ 35 đến 40 cm nha. Đây, và giá một thân mầm là 300.000. Đấy, đấy là loại chưa mò dày loại 1. Sang đến cái loại 2 này. Loại 2 một rề hai thân mầm này. Đây, một rề hai thân mầm. Đấy, một rề hai thân mầm và một rề một thân mầm. Một rề một thân mầm dài từ 55 đến 60 cm. Đây. Thì hai cái loại thứ hai này em sẽ bán combo luôn là ba thân mầm. Đấy, một rề hai thân mầm và một rề dư rời là 1 triệu nhá cho cái loại thứ hai này. Đấy. Cái rề hai thân mầm này là một thân mầm dài 45 đến 50 và một thân mầm là từ 30 đến 40 cm. Đây. Đấy, đây là loại thứ hai. Thì sang cái loại thứ ba. Đây, mọi người có thể thấy hàng đang còn rất là xanh và tươi và mướt nhá. Hàng rừng bóc về đi trong ngày là nó phải khác hẳn đi mọi người. Thì đây. Đây là cái loại thứ hai. Thì loại thứ hai này là trung bình nó từ sấp xỉ là 20, còn là bắt đầu đổ lên là từ 25 cm đến 30 cm nhá. Đây, cái loại thứ ba này. Đây. Đây. Đấy, chưa mò dày loại thứ ba nhá. Chưa mò dày loại thứ ba này thì là một thân mầm em bán với giá là 200.000 nha mọi người. Đây. Và một mầm chưa mò dày thân nụ này. Đây, đây mầm chưa mò dày thân nụ đây. Đấy. Thì đây. Thì đây là cái loại thứ ba. Loại thứ ba này em bán với giá là 200.000 một thân mầm nha. Tiếp sang cái loại cuối cùng và loại thứ tư này. Đây. Mọi người thấy đấy, hàng đang còn rất là xanh tươi này. Đấy. Thì đây là cái loại thứ ba. Thì loại thứ ba này thì là em bán với giá là 150 cho một thân mầm. Trung bình nó dài từ sấp xỉ từ 10 đến 15 cm. Đấy. Đây. Hàng rất là đang còn rất là xanh tươi nha mọi người. Đây. Đây. Đây nha mọi người. Đây. Đây. Đấy, thì cái loại thứ tư, loại cuối cùng này là em bán 150 một thân mầm nha. Và bây giờ thì em sẽ quay cái toàn cảnh cái phiên giã hạt chưa mò dày và đắc côi của em ngày hôm nay. Và em sẽ nhắc tổng thể lại cho mọi người biết để đặt số lượng mầm và cái loại giã hạt mình muốn lấy. Đây, thì như cái rổ vàng này là giã hạt đắc côi nhé mọi người. Thì trung bình thân mầm của nó là từ 20 đến 30 cm. Là giá là 200.000 một thân mầm. Sang loại 1 của chưa mò dày là trung bình thân mầm của nó từ 35 đến 40 cm, có khi hơn, có khi lên đến 45 cm. Và em sẽ bán với giá là 300.000 nha. Đây, đây là loại 1 của chưa mò dày. Và loại 2, loại 2 là bán combo 1 rề 2 thân mầm và 1 thân mầm dài khoảng từ 55 đến 60 cm. Là 3 thân mầm này sẽ là 1 triệu. Và sang loại thứ 3 của giã hạt chưa mò dày, đó chính là loại 3 của giã hạt chưa mò dày. Đây là loại thân mầm của nó xấp xỉ từ 20 đến 25 30 cm nha. Là em sẽ bán với giá là 200.000 một thân mầm. Đấy, đây mọi người có thể thấy thân nù này. Đấy. Có một vài thân nù thôi. Thì đây. Đây là chiều dài của giã hạt chưa mò dày loại thứ ba nhá. Đấy, loại thứ ba là 200.000 một thân mầm. Và cuối cùng là loại thứ tư là loại 150 một thân mầm.
từ 10 đến 15 cm. Đấy, xấp xỉ là 20 cũng có. Đấy, thế đấy nhá. Thì đây là cái phiên của em, phiên giã hạt chum bao dây và đắc côi của em vào ngày mùng 6 tháng 9. Thì đến đây thì cũng kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Và em sẽ nhắc lại một lần nữa là mong mọi người nhắn tin rõ ràng tên và địa chỉ, số mầm và loại mầm mình muốn mua. Đấy, hoặc là điện trực tiếp cho em, và điện trực tiếp xong nhưng mà mọi người vẫn phải nhắn tin tên và địa chỉ và số lượng mầm, loại mầm mình muốn mua cho nó rõ ràng để không bị nhầm lẫn và lộn nhé mọi người. Đấy. Thì, đây là cái lô giá hạt của em ngày hôm nay. Đây. Và em xin cảm ơn mọi người đã xem clip của em ngày hôm nay.